Chào mừng các bạn đến với kênh Nhịp Sống Xanh Dance và mình là Ngân Hà. Hôm nay theo yêu cầu của các bạn khán giả, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một bài cha cha dân vũ mang tên Câu Chuyện Đầu Năm. Đây là một bài mà mình chia thành hai tổ hợp các động tác, mỗi một tổ hợp có 7 câu nhạc 8. Và không để các bạn chờ lâu nữa, mình sẽ đi qua một lượt, sau đó mình sẽ hướng dẫn chi tiết. Chúng mình cùng vào bài hướng dẫn này nhé. Bye.
6, 7 và 8, 3, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8, 4, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8, 5, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8, 6, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8, 7, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8. Với tư thế này chúng ta sẽ chuyển sang tổ hợp số 2, bao gồm 7 câu cha cha. Chúng ta thực hiện như sau. Cũng chân trái bước lên, chân cha cơ bản dọc các bạn nhé. 1, 2, lùi chân trái 3 và 4, lùi chân phải 5, 6, 7 và 8. Câu này chúng ta sẽ thực hiện giống như câu số 1, số 2 của tổ hợp số 1. Câu số 2, chúng ta sẽ thực hiện cha-cha-cha kép. Cũng bắt đầu bằng chân trái bước lên các bạn nhé. Chúng ta sẽ đưa tay bên trái trước. 1 và 2. Chân phải, chúng ta đưa tay sang bên phải. 3 và 4. Tiếp tục chân trái. 5 và 6. Tiếp tục chân phải. 7 và 8. Mình sẽ thực hiện nhanh hơn một chút nhé. Câu số 2 này. 2 và 2, 3 và 4, 5 và 6, 7 và 8. Câu số 3 chúng ta sẽ thực hiện hất hông. Các bạn đưa lên hất, lên thả hông xuống, hất lên, thả hông xuống. Hoặc các bạn cũng có thể đưa ngang, thu về, đưa ngang, thu về, thật đơn giản các bạn nhé. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tiến rồi chúng ta cũng lùi, bắt đầu bằng chân trái, kết hợp với tay đưa bên trái. 4 và 2. Tiếp tục lùi chân phải. 3 và 4. Lùi chân trái. 5 và 6. Cuối cùng lùi chân phải. 7 và 8. Sau đó chúng ta cũng sẽ thực hiện câu số 5. Hất hông tại chỗ bên trái trước. 5, 2. Thu về. 3, 4 bên phải. 5, 6, thu về 7, 8. Và chúng ta sẽ thực hiện câu số 6, số 7 thì chúng ta chỉ đi ngang bước kép thôi các bạn nhé. Thật đơn giản, chúng ta sẽ đi bên trái trước. 6, 2, 3, 4. Chúng ta lại đi bên phải. 5, 6, 7, 8. Lặp lại một lần nữa. 7, 2, 3, 4. Bên phải. 5, 6, 7, 8. Tùy vào nhạc, có những lúc chúng ta cũng ở tổ hợp số 2 này chúng ta chỉ đi 6 câu và chúng ta bớt đi một câu số 7 đi ngang vừa rồi các bạn nhé. Mình sẽ sâu chuỗi 7 câu nhạc 8 của tổ hợp số 2. 1, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8, 2 và 2, 3 và 4, 5 và 6, 7 và 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4 và 2, 3 và 4, 5 và 6, 7 và 8, 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Và chúng ta cứ lần lượt hết tổ hợp số 1 lại đến tổ hợp số 2, đan xen với nhau nhảy cho đến hết nhạc thôi các bạn nhé. Chúc các bạn có những bước nhảy thật đẹp và chúng ta thành công nhé. Nếu yêu thích những bài nhảy của mình, kênh của mình, hãy đăng ký, bấm like, chia sẻ video để lan tỏa những năng lượng tích cực trong cuộc sống. Hẹn các bạn ở những bài hướng dẫn tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.